Mặc dù có con nhỏ mới sinh, nhưng Ngô Thủy Dương vẫn sử dụng ma túy đá. Để có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, Dương đã mua ma túy về bán lại cho nhiều con nghiện khác ở địa phương để kiếm lời. Từ đó, làm cho tình hình an ninh trật tự ở vùng quê trước đây vốn dĩ yên lành, thì nay lại bất ổn vì đối tượng sử dụng ma túy đã xuất hiện và gia tăng. Hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2021, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố Ngô Thủy Dương, 28 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Dương đang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội danh trên vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trước đó, vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, Dương đã bị lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện An Biên bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện tại xã Xẻo Rô, xã Hưng Yên, thu giữ tang vật gồm một bịch ma túy đá. Khám xét nơi ở của Dương, công an còn thu giữ thêm hai bịch ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Dương khai nhận bản thân là con nghiện, để có tiền mua ma túy sử dụng, Dương làm liều bằng cách mua ma túy về chia nhỏ ra bán lại cho các người nghiện khác, với mỗi lần sử dụng có giá từ 200 đến 300 ngàn đồng. Để ngụy trang, khi giao hàng Dương đã dùng tờ tiền mệnh giá 2 ngàn đồng để gói ma túy lại tránh bị công an phát hiện. Sau đó, hẹn con nghiện đến địa điểm vắng hoặc lại nơi của Dương để nhận hàng. Đến khi bị bắt, Dương đã thực hiện trót lọt trên 20 lần bán ma túy cho nhiều con nghiện khác. Đến khi sắp đối diện với chốn lao tù, có lẽ điều khiến Dương hối hận nhất lúc này, đó là để lại con thơ cho người thân chăm sóc trong hoàn cảnh đầy khó khăn.